Cửa hàng Micro xin mến chào tất cả các bác nhé. Ở trong buổi sáng hôm nay mùng 2 tháng 5, em trân trọng được giới thiệu cũng quảng bá đến toàn các bác đó là những dòng loa của hiệu RCF Italia về hàng. Và nhân tiện trong video ngày hôm nay hàng về thì số lượng rất là nhiều, nhưng các anh em đang tiến hành rạch kia. Trời ngoài Bắc thì trời rất là nắng nên làm kho nó hơi nóng, anh em phải trần nhưng mà không cảm. Và cũng báo cáo bác thì đối với hàng RCF rất nhiều anh em quay lên nhưng các bác vẫn hơi mông lung là đây là không biết RCF xịn nó như thế nào. Thì hôm nay cả mình sẽ review và cho các bác xem cũng như là chất của RCF xịn khác với hàng nhái nào, mà hàng nhái có thể giống được. Thoạt nhìn nó giống nhưng bên trong nội thất nó khác bác nhá. Thì hôm nay những mẫu RCF về mã bên ngoài đó là Q8 bác nhá. Q8 Production Euro. Q8. Batep RCF. Những biết thời thương hiệu RCF thì cho tiếng chép cực kỳ hay và tiếng bass rất là sâu. Thì nói đến RCF thì các bác cùng xem ngay phần bên ngoài. Thứ nhất em sẽ về bên con này sử dụng là thùng ván ép bác nhá. Thì những sản phẩm hàng bãi xịn bác nhìn các cái thùng kia họ làm rất là chi tiết, từ các cái vết cắt này, CNC này, rồi cái hông này là bằng sắt bác nhá. Bằng gang này. Các điểm ở đây là các điểm V. Điểm V khớp nối giữa thùng nó làm rất chi tiết, nó không như sản phẩm hàng thông thường. Và thùng gỗ chống nước cực kỳ chắc chắn. Đó điểm chúng mình muốn review các bác. Và cái thứ hai nữa, các bác hãy nhìn là điểm nhận dạng đối với sản phẩm RCF xịn. Thì con này sử dụng là chiếc kèn titan. Cái phễu này là bằng gang thôi nhá. Thì em không biết bằng gang bằng thép, nhưng mà nó một là bằng gang, hai bằng thép. Đúc nguyên khối bác nhá. Phễu chiếc kèn titan này. Thì đối đặc điểm RCF xịn thì bác nhìn này, chính là ở cái đặc điểm cổ côn của phần tép này. Đeo dương nói đến tép thôi nhá. Bác nhìn này. Đấy. Đối hàng nhái không làm được đâu bác nhá. RCF mai đây anh Italia. Cái đời 2015 bác nhá, 26 tháng 8 năm 2015. Dập chìm trên nó khắc CNC trên này, trên cái cổ côn này. Đấy này. Đấy, mặt nó vẫn còn rất màng này. Nhấc ra. Ở trung lô này về rất là đẹp. Bát bác nhìn cái bát nó đẹp mới, đẹp như này. Đẹp này, nó cũng nguyên phấn, nó đẹp như này. Rất là sạch sẽ đẹp vì bên ngoài nó có lỉ ấy căng. Rất là sạch. Đó là điểm nhìn phần tép bác nhá. Nó chất ngay phía bên ngoài mình nhìn vào rồi. Nhưng cái phần bên trong thì em muốn quay cho bác để ý. Khi bác mua những sản phẩm như tép mà tép xịn của RCF thì bác cũng nhìn bên trong này. Đấy. RCF Made in Italia. Mã là 964 và ngày 26 tháng 8 năm 2015. Thì để bác mua một đôi RCF này, một hàng mới xịn thì nó rất là đắt, thì bác mua một đôi hàng bãi thì giá nó êm hơn rất nhiều, nó chỉ đạt khoảng độ 60% giá trị sản phẩm. Em muốn nhấn mạnh các bác. Và bên trên ở trên tay đây là có phần tem. Tem ánh đây là ánh 7 màu nhá. Tem ánh này nó có mã ở trong đó nhá. Đấy. RCF này. Ông bãi thì bên cửa mình bao xịn bao xịn. Phần bát thì cực kỳ gấu, đối trong này họng 76 bác nhá. Phần của bát thì quá quen thuộc của bác rồi, rất nhiều anh em đã quay rồi. Nhưng nhiều anh em quay là không quay cái phần của chép kỹ càng hơn. Thì hôm nay cửa mình sẽ quay phần của chép để các bác cùng thấy, cũng như tham khảo cho mình lựa chọn những cơ sở uy tín bán hàng chất lượng bác nhá. Của bát này. Còn của bát thì đối trong này thì đối với xét thì bác nhìn nó sẽ hay cái miệng này, nó hay điểm rìa. Nó hay gọi điểm vòm. Những vòm của rìa rất là dày. Đây họng 76. Hôm nay anh em tiến hành giữa vệ sinh bên trong rất là sạch đẹp. Còn phân tần đây. Phân tần đối con RCF này, dòng RCF thì như anh nhìn thì nó thiết kế nó gần giống như dòng CF. Nghĩa là gần giống. Dây, tất cả dây xoắn, dây rất là lớn nhá. Dây đồng rất là lớn, xoắn. Làm rất chi tiết, tỉ mỉ. Tụ toàn là tụ xịn thôi bác này. Những con tụ màu đen này. Tụ của FB. Thì sau hông tôi đối với phiên bản RCF này em đang về là hai phiên bản thùng. Nên nó có hai phiên bản. Nó phiên bản đây, nhìn đằng trước này có hình mặt người bác nhá, mặt người. Thùng màu đen.
và thùng màu nâu thì giá bằng tiền nhau thôi. Chúng hàng về rất là đẹp, như hàng nguyên bãi về nó như này rất là đẹp, dùng bãi về tính ra 10 đời 215, mà chưa kể là có phải sản xuất ra là đã đi lắp phòng được luôn. Khi sản xuất ra ít nhất là sau 1 năm đến hơn 5 thì nghĩa là cái đôi này em áng dùng, người ta dùng được khoảng 3 đến 4 năm gì đấy, khoảng 3 đến 4 năm nên là hàng rất là đẹp. Đứng sau có mã thôi nhé. Đây như em nhìn đây, nó ghi là tháng 12/2015 này. Có ghi ở mã sau ghi là hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu nên nó có mã tem phía sau nhé. CD này. Patet này sản xuất tại Italia. Cực kỳ đẹp, đặc chất, có hai phiên bản đời thùng, giá bằng tiền nhau. Trong video em thông báo hàng về cũng như là anh em đang tiến hành gỡ ra và test ra. Tôi biết thì thời điểm này thì bên cửa hàng Minh đang về rất nhiều hàng, cũng như bác hãy đăng ký kênh, share, subscribe để các bạn nếu có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Minh, một kênh bán rất nhiều sản phẩm giá rất hợp lý và cạnh tranh để các bạn có tham khảo. Và video ở đây kết thúc, cảm ơn các bạn xem một video của Minh, xin chào tạm biệt các bạn nhé.